Rồi, lời tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá tầm tổ quốc. Hôm nay tục là một clip gồm một lô cần câu nha mọi người. Lô cần câu này thì gồm 9 cây, trong đó có một cây là cây cán quật carbon. Thì tổng chiều dài của lô cần câu này thì nó rơi là tầm khoảng 5m2 và 8m4. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi anh toán, nếu hàng lỗi không clip lên đó, thì anh em cứ gửi về cho em nha. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất tham khảo thì cái thứ nhất lên mọi người một cây cần một cây cán quật chứ, một cây cán quật thì cái này của Oshika, thì cái này là của hàng nội địa nha mọi người. Chất liệu là carbon, đây nó có xuất sắc li ti đây đó. Thì cán quật là 4m5 nha mọi người, 4m5 nhưng em cứ đo thì nó không sẽ đủ 4m5 đâu, cái này nó họ sẽ tính luôn cái mặt quật đó, thì nó ra tầm khoảng 4m2 4m3 gì đó, nếu gắn mặt quật vô của nó thì được mới đủ 4m5 nha. Thì giải thích kỹ cho anh em. Thì lần trước cũng có một anh mua, anh hỏi sao đo không đủ chiều dài. Thực sự thì cây này nó có cái mặt quạt, là mặt quạt đem về, nhưng mà về thì về được cây thôi, không có về cái mặt quạt, nó cong kênh. Đây, foil carbon nhé. À, các đã có ống ở trong sẵn rất là đẹp luôn nha mọi người, à, không có xước sát nhiều. À, nó trong ok hết. Đây, có bút xước nè, đó. Thì đa phần những cây này nó đều cứng và thẳng đó, cho anh em làm móc lỗ nè, bật cá anh em có thể đi gắt chim cũng được, chọn ổ kiến cũng được. Thì cái này dài là 4m5, em đọc đúng thông số này đi, 4m5, nặng là 580g, ốc là ốc 11, thu gọn 118cm, giá công khai cây số 1 giá là 600 mọi người, 600 cộng ship. Tiếp theo là cây số 2 mọi người. Thì cây số 2 lên mọi người một cây cần tay, nó cần tay nha. Thì cây này là dài 8m4, à, dài 8m4. Thì cây này của một cây cần của Shimano, chất liệu là liệu khiếp. Thì cây này nặng là 90g, đọt là 1 ly, đọt lông phụng. Thu gọn là 137cm, đọt cứng ra tầm khoảng 3H đến 4H nha. Chất liệu khiếp, có nút chụp đầu cần nè, Shimano. À. Thì những cây này thì có một số anh em lần trước có dặn mà em cũng quên số điện thoại rồi. Vậy anh em thích độ lại làm cái cán quật nè, làm đồ móc gì đó, tất cả các lóng ok hết nha mọi người. Chất liệu là liệp phíp đỏ nè, đó. Tất cả các lóng ok hết, em kiểm tra sơ qua rồi, đó. Ok hết. Cái này anh em về câu bạc bãi ha, làm móc lỗ gắt chim gì đó, nó thôi là phép đỏ gặp ok nhé. Tất cả lóng ok hết, thì anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho mọi người nhé. Rồi, giá công khai cái số 2 giá là 400. Tiếp theo cái số 3, thì cái số 3 cũng vậy thôi, một cây cần của Shimano hàng nội địa, thì dài 8m4 nha mọi người, dài 8m4, có nút chụp đầu cần nè, Shimano, chất liệu cũng là chất liệu tiếp. Thì cái này nặng là 800g, đọt 2 ly, thu gọn 137cm, độ cứng ra tầm khoảng 3H 4H. Cái này anh em câu lỗ câu gì câu xa bờ nè, về làm độ lại làm cán quật hay làm móc cũng được đó. Chất liệu liệp phíp đỏ, thì cây này tương đối mới mọi người, ngoại hình còn tương đối ok. Để em lấy dây lỏng ra làm đấy, lỏng ra làm mẫu nè, đẹp nha nè, ngoại hình còn tương đối đẹp. Rồi, giá cây số 3 giá là 400 luôn nha. Tiếp theo là cây số 4, thì cây số 4 lên cho mọi người một cây cần cũng nội địa đó. Thì cái này dài là 7m2 nha anh em, dài 7m2, đọt là 1 ly 8, thu gọn là 102cm, độ cứng cái này ra tầm khoảng 4h. Cái này vẫn có đầu chụp nè, như mấy cây sau không có đầu chụp hay vậy, cứng ra tầm khoảng 4h. Đây, chất liệu cũng là chất liệu phíp đỏ nha anh em. Cái này của thương hiệu gì đây cũng không biết luôn đó. Nhưng mà tất cả các lóng ok hết nha mọi người. Đẹp ok.
cái này dài 7m2 nhé, đặt nó đây, công hình chữ C nhé. Rồi giá công khai cây số 4, giá cũng là 400 nha này, 400 cộng ship cây số 4. Tiếp theo là cây số 5, thì cây số 5 lên mọi người một cây khu xin gì nè, đó thương hiệu này của Shimano, giống thằng Shimano. Thì cây này vẫn là một cây cần tay chất liệu phíp, thì cây này không có chụp đầu nhé. Thì cây này dài cũng là 7m2 nha nè, dài 7m2, đọt 2 ly, thu gọn 110cm, độ cứng tập khoảng 4h, nặng là 600g. Thì cái số 5 vẫn là chất liệu là phíp đỏ nha nè, đó, vẫn là phíp thôi. Phíp. Tất cả các bóng ok hết nha mọi người. Giá công khai cây số 5, giá là 350 nha nè, 350 cây số 5. Tiếp theo qua đây là cây số 6. Cây số 6 lên cho mọi người một cây cần đai qua. Thì cái này dài 7m5 nhé, dài 7m5, hàng đai qua, chất liệu cũng là vật liệu phíp, có nút chụp đầu cần đó. Cái nào có em báo có. Thì cái này đọt 2 ly, nặng là 820g, đọt dài là 1m14, thu gọn là 1m14, dài là 7m5, độ cứng ra tập khoảng 4h đó. Chất liệu cũng là chất liệu phíp nha anh em, phíp đỏ đây. Thì loại này, cây này nó hơi bị bạc màu một tí, để xem, để cho anh em xem. Đây mọi người, phíp nhá, nhìn cũng còn rất là ok, đọc cũng là phíp luôn. Đây, test đọc đây, test công hình chữ C được nè. Ok nhá. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 350k nhé. Tiếp theo cây số 7, thì cái số 7 lên cho mọi người một cây cần đai qua, dài 6m3, đó, chất liệu lo liệu phíp, càng còn khá ok. Thì cái này nặng là 400g, thu gọn là 47cm, 47 không ta, đúng rồi, để em đo lại xem thu gọn bao nhiêu. Cái này thu gọn là 120cm nha nè, 120. Chất liệu đỏ, nó có rãnh ABS nè, hình dạng cũng đời cao, giống rãnh ABS cần mới đó. Đây, để chặn cho anh em xem, đẹp nha mọi người, phíp đỏ, nhìn rất là đẹp luôn, đó. Thì cái này đầu cứng ra tầm khoảng 3H 4H, giá công khai cái số 7, giá là 350k nhé. Tiếp theo cây số 8, thì cái số 8 lên mọi người một cây cần của hàng China xuất Nhật đây. Đó, cái này dài 5m4, chất liệu liệu tiếp, nặng là 400g, thu gọn 100cm, đọt 2 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 4H. Chất liệu cũng là chất liệu phíp thôi nha anh em. Chất liệu cũng là chất liệu phíp thôi. Cái này săn hàng được nè, đó. Ngoại hình còn tương đối ok nhé. Rồi, giá công khai cây số 8, giá cũng là 350k luôn nhé. Theo cây số 9, cây cuối cùng cây số 9 là một cây hàng của Olympic, dài 5m4, thì ngoại hình có xuất sắc li ti nè. Thì cái này nặng là
332 g, thu gọn là 102 107 cm, đọt là một liêm, đọt là một ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 3h và 5m4, hàng nội địa, chất liệu cũng là chất liệu phíp nè, phíp đỏ nha, ngoại hình còn tương đối ok. Đó. Rồi giá công khai vẫn là 300 nha nè, giá công khai 300 cộng ship cây số 9. Rồi đó là tổng cộng 9 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt lên là số điện thoại tự động liên hệ mọi người nha. Rồi cảm ơn em.